Sau cái ngôi nhà liều thì hiện tại là nhà phát hành đã tung ra thêm một cái ngôi nhà nghỉ dưỡng đã và đang gây rất là nhiều cái tranh cãi luôn. Ôi vãi cả trưởng. Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Thì cái câu chuyện về cái nhà mà khu nghỉ dưỡng đấy thì từ từ tính đi, cho nó thật sự là nó chua lắm một chút xíu nó tính nha mọi người. Và bây giờ thì tôi xử lý cái vòi rồng ở cái khu Plaza này cái đã. Nói chung là bữa giờ là vẫn chưa câu được bóng sáo ở đây, bữa trước là có bóng sáo ở đây luôn đấy, nhưng mà câu hụt tại vì cũng muốn câu thành công xem của nó như thế nào á mọi người. Trời ơi, cá đuối đại dương hoa tiết khổng lồ phải lúa. Cái con này thì nói chung là nó xuất hiện được ở tất cả các vùng biển, mà như vậy là ở đây là nó xuất hiện được hai cái con bóng bún hoa tiết đại dương nha mọi người, là cái con cá voi ấy chà chà bóng sáo mọi người ạ. À, ôi dồi ôi luôn, bữa trước là tôi câu hột đấy, bữa nay là tôi cố gắng tôi bình tĩnh nha mọi người, rồi nó tắt cái vòi rồng luôn rồi. Nhưng mà không sao, ở đây là chỉ có một cái con rồng thôi, không có con cá nào hết trơn á. Đó, đó. Nhấp thành công được cái đứt dây đó được rồi mọi người ơi. Phải cả lứa luôn, nói chung là bữa giờ là câu đúng ba cái bóng sáo nha, ba cái con rồng và đúng chính xác là ba cái con này luôn á mọi người. Không lên được cái con rồng kia nha, rồng kia là rồng xanh đến từ suối đúng không, còn cái con này là rồng xanh thằng bí. Nói chung là câu bữa giờ là đúng con này luôn, không câu được cái con kia. Nếu mà câu được cái con kia là tôi có thêm một cái con mà trong quá qua toàn tư rồi đấy, nhưng mà vẫn không câu được, chả hiểu nổi luôn đó mọi người. À mà trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh với nhé, và nhớ một chuyện để đón xem những video mới nhất nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Hiện tại thì đã có thêm một cái ngôi nhà mới, nhưng mà cái ngôi nhà này thì chắc là cái khả năng của tôi thì không vớ tới được mọi người. Nói chung là vớ tới thì được đấy, nhưng mà vớ tới thì nói chung là nó cũng đau lòng lắm mọi người ơi, ghê lắm. Rồi ok, để xem cái con ngôi nhà này nó như thế nào nha mọi người. Đây nè, đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. À, nó cuối cùng luôn, 455 vàng phải lúa rơi chưa. Ôi dồi ôi luôn, trần ơi là trần, hết bán bằng tiền xong bán bằng vàng. Vàng thì nó cũng y chang như vậy thôi, 1,3 triệu nha mọi người. Ôi dồi ôi luôn, nếu mà tính thêm 5 vàng lẻ nữa phải mua thêm một cái gói 49k rồi, 1,349 triệu đó đúng không, 48k thôi. Rồi để xem thôi có ai mua cái ngôi nhà này không, mà mình vô mình câu cá nha mọi người. Hôm trước mà nó bán ngôi nhà liều á là tôi thấy là đợt đó là rất là nhiều người mua luôn á nha. Nói chung là nhà liều thì thấy rất là nhiều luôn, mà nhà này nãy giờ đảo vòng vòng không thấy mọi người ơi. Giờ ok thôi thì đi vô tiệc tại nhà nha. Thường á nếu mà em mà mở tiệc tại nhà mà nói chung là không có khách á, hôm nay chỉ cần mua cái ngôi nhà này rồi không cần trang trí gì cả, chỉ cần mở tiệc tại nhà thôi thì tôi bảo đảm rằng là cũng sẽ rất là nhiều người tham quan luôn đó mọi người. Tại vì nói chung là nó là thuộc một cái dạng mà rằng gọi là khan hiếm mà đúng không? Đó rồi ok, hiện tại là tôi đang ở nước ngoài nha. Nước ngoài thì nói chung là cũng ít người mua được cái ngôi nhà này lắm, chưa về Việt Nam tham khảo thử. Ở Việt Nam thì nói chung là dân Việt Nam mình cũng giàu lắm mọi người, chứ không phải dạng sòn sòn đâu. Nói chung là về Việt Nam tôi thấy rồi, người Việt Nam nạp cũng rê lắm, nói chung là mua cũng rê lắm. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu tiến hành đi tham quan ngôi nhà này nha mọi người. Nói chung là nó cũng tựa tựa là cái khu nghỉ dưỡng đấy. Nói chung là đẹp đó mọi người, trước mắt là thấy rất là đẹp nha, rất là hoành tráng luôn. Và cái điều đặc biệt đó chính là chúng ta có thể sử dụng phương tiện được ở trong ngôi nhà này luôn. Nói chung là mua mấy cái ngôi nhà mà nó rộng rộng lắm mọi người, chạy bộ cũng mệt lắm. Nếu mà nó cho lái phương tiện như thế này thì cũng rất là khỏe nha. Trong cái ngôi nhà này thì đặc biệt là nó có một cái hồ bơi rất là ghê gớm luôn mọi người ơi. Đó chính là nó có một cái con suối mà nó chảy từ trên xuống dưới luôn. Đó ghê không? Nói chung là câu cá trong đây là chắc là cũng hơi bị sướng đấy. Mà cá này là sẽ là cá nước ngọt nha mọi người, để xem thử coi câu cá nước ngọt có cá mới gì hay không nha. Nói chung là ấy cha cha bóng năm mọi người ơi, nó từ xa tiến đến luôn, phải cá lúa ghê nha. Nói chung là bóng năm thì chắc chắn là sẽ là cá sấu à, đúng không? Cá sấu, nếu mà cá sấu băng là không có rồi, cá sấu băng là phải câu trong liều rồi. Ở đây nó sẽ có cá sấu thường với lại là cá sấu trắng, đúng không? Giờ ok, vẫn còn đang thiếu con cá sấu trắng vương miệng, để xem thử coi câu được em ấy hay không nha mọi người. Đó, đã nhấp thành công rồi nè, lên nè, lên em ơi, đó lên căng lắm luôn á, vương miệng chắc luôn mà đứt dây rồi. Có một cái cuộc thi câu cá nóc sáo cho chủ nhà tài trợ. Nói chung mà để mà tổ chức được cái cuộc thi này á thì chủ nhà phải tốn thêm 79k nữa để mà mua cái gói mà có thể mà tổ chức câu cá tại nhà. Nhưng mà tôi đến hiện tại thì tôi vẫn chưa biết được là khi mà mình thắng giải thì mình được cái giống gì nữa kìa, đúng không? Nói chung là nhìn ở đây thì sao mà biết được. Đó, nói chung là bây giờ là hiện tại là đang có bốn người mọi người ơi, phải không? Các bạn ở đây là nhìn đây là bốn người phải không ta? Nói chung là chắc là như vậy đấy. Tôi đang đứng đầu bảng đó mọi người, không con nào hết trơn á, ghê không? Ôi là trời, khi mà mình nhận cái cuộc thi này á, mình tham gia cái cuộc thi này là mình sẽ bị mắc hết trơn, mình chỉ còn lại cái ba lô thôi đó mọi người, là mình không còn cái điện thoại để mà kiểm tra. Nói chung là tôi đang tính kiểm tra từ coi cái bách khoa toàn thư đó là cái con cá nóc sáo đó là nó sẽ là bóng máy và nó xuất hiện ở đâu. Mà hiện tại là nếu mà tham gia cuộc thi là mình không mở được cái điện thoại mà nó tắt hết toàn bộ luôn, chỉ để lại cái ba lô cho mình thôi. Nói chung là trước mắt là tôi sẽ câu thử mấy con cá này thử coi bóng nào cũng câu, nhưng mà nói chung là như vậy thì rất là lâu. Vậy ok,
thôi thì chắc là phải ngưng đúng không mọi người? Chắc là mình phải ngưng cái dừng cái cuộc thi ở đây nha. Nói chung là chưa ai câu được cái con đó cả. Giờ dừng để xem thì cô Bách Khoa Toàn Thư coi nó xuất hiện ở đâu cái đẻ. Chứ thật sự là câu khơi khơi thì biết chừng nào mới câu xong đúng không? Giờ ok đây chắc là cái con cá nóc sáo rồi. Hồ bơi khu nghỉ dưỡng nhà của tôi ban đêm. Ban đêm nha mọi người, có nghĩa là mình câu ở trong cái hồ bê nhà của tôi nha, nhà khu nghỉ dưỡng này nha mới được nha. Ban đêm đấy, còn cái con này chắc là cái con hải cẩu rồi. Hải cẩu là biển khu nghỉ dưỡng nhà của tôi ban ngày. À là nó có ở biển khu nghỉ dưỡng đó mọi người, không nhất thiết là phải câu ở trong đây nha. Thì tôi cũng mới tìm được cái hình ảnh của cái con cá nóc sáo này, cá nóc sáo vương miệng luôn mọi người ơi, 46cm nha. Đấy, nói chung là nếu mà 46cm thì chắc chắn khả năng là bóng hai đúng không? Bóng hai, bóng ma thì chắc là chưa tới đâu, chắc là bóng ma đấy. Giờ ok, đón dự đoán là như vậy nha. Mọi người có thể câu tìm bóng ma cho nó chắc chắn. Rồi khi nào mà tôi biết chính xác nó là bóng mấy thì tôi sẽ thông tin đến cho mọi người nha. Giờ ok thì đây chính là biển khu nghỉ dưỡng nhưng mà ở trong nhà của tôi nha mọi người. Cái con cá mà hải cẩu bắt cực đấy, là nói chung là nó có con hải cẩu mới đấy, là nó vẫn xuất hiện được ở trong đây và nó cũng xuất hiện được ở biển khu nghỉ dưỡng luôn. Và tôi thấy một người đang kéo cái bóng sáo kìa mọi người ơi. Đây, bóng sáo này tôi nghĩ rằng á là bạn ấy đang dùng mồi thử đấy, mồi luyện tập đó mọi người. Nói chung là trong đây là tôi thấy rằng là sử dụng mồi luyện tập thì nó lên bóng sáo nhưng mà chưa thấy ai câu được cả. Nếu mà câu được con bóng sáo á, đó bạn ấy tắt rồi đấy, thấy không? Nói chung là tôi nghi ngờ mà, tại vì không ai kéo được bóng sáo mà nhanh như vậy đâu, không may mắn như vậy đâu mọi người ơi. Tại tôi cũng thấy mấy người rồi hầu như là dùng mồi luyện tập không mà đi câu rồng cũng vậy đấy, toàn là thấy kéo bóng sáo mà thấy toàn là dùng mồi luyện tập không mà, còn bóng sáo đích đâu có kéo lên con nào đâu mọi người. Đó mọi người thấy không, dùng mồi luyện tập nha, cái này là dùng mồi luyện tập, có nghĩa là ở đây nó có bóng sáo đấy nhưng mà không biết là nó xuất hiện cái con nèo đúng không, mà chắc là gồng là không có rồi, tại vì hồi nãy giờ là tôi đi vòng vòng là tôi không thấy vòi gồng nào hết trơn á mọi người ơi. Giờ ok thì cái con hải cẩu đó thì khả năng nói là sẽ là bóng bốn đúng không, tại vì hải cẩu mùa nào cũng vậy chân á, nói chung là biết bao nhiêu cái loài hải cẩu mới rồi đều là bóng bốn cả. Giờ ok lên nè, đó cá mập hải cẩu rồi không. Giờ coi như vậy là trong cái bản mét lần này nó có tổng cộng là hai cái loài cá mới mà chúng ta có thể câu được ở cái ở bên đây hoặc là bên khu nghỉ dưỡng cũng được nha. Còn cái hồ bê trong nhà của tôi đó, nhà khu nghỉ dưỡng đó, thì mọi người cũng có thể là câu được ở cái hồ bê bên khu nghỉ dưỡng luôn, là cá nóc sáo đó mọi người, là không nhất thiết là phải vô cái ngôi nhà này. Giờ ok bóng bốn lên cá cam luôn. Nói chung là có hai loài cá mới thôi, một là cái con bóng bốn và hai là cái con bóng hai nha. Cái con bóng hai là câu ở hồ bê đấy, dự đoán là như vậy. Nếu ai câu được bóng ba thì báo cho tôi biết nha, để lại bình luận bên dưới nha mọi người. Rồi nếu đã câu thành công mà nó là bóng hai hay gì đó thì cũng để lại bình luận bên dưới cho mọi người biết luôn nhé. Giờ ok thì trước mắt là thấy là tình hình là như vậy đấy. Rồi ok thì tôi sẽ cố gắng là câu thành công cái con cá, cái con hải cẩu mới này, xem thử có câu được hay không nha mọi người. Rồi ok bóng bốn đấy, đó bóng bốn thì cũng vừa tệ thôi. Như là tôi thấy rằng là nhà phát hành thích hải cẩu hay sao đó mọi người ơi, mỗi lần mà ra cá mới đều có hải cẩu cả đúng không. Rồi ok đã nhá, kéo thành công một cái bóng bốn nè, đó lên nè, coi coi hải cẩu không, đòi đứt dây luôn. Ôi vãi trưởng, chắc chắn là hải cẩu mới rồi. Ôi rồi gặp hải cẩu mới đứt dây mọi người, chán dễ sợ luôn ấy. Nói chung là cái thời con cá trước đây là nó vẫn vừa đúng rồi, là cá nó cũng ít lắm. Nói chung là có cái con hải cẩu trắng đấy, là con đó là nó cũng rất là vip và rất là nhiều người thích nó luôn vì nó rất là đẹp đó mọi người. Ờ cá ngừ luôn nha. Giờ ok thì nói chung là sau này á là nhà phát hành lại ra thêm là cá hải cẩu tai me nè, rồi hải cẩu băng nè, rồi và bây giờ là tính là hải cẩu gì đấy, hải cẩu mùa hè hay gì đó mọi người. Hải cẩu này thấy màu nó đen đen xám xám gì đấy, mà không ngờ là câu trong đây từ hồi nãy giờ là tôi thấy rằng là bóng bốn nó xuất hiện cũng hơi bị nhiều đó nha. Rồi cá đó buồn luôn. Nói chung là nãy giờ là tôi không biết là do kẹ của tôi là câu nó là bóng bốn nhiều hay là do câu trong đây nó lên bóng bốn nhiều. Nói chung là trong đây nếu mà chúng ta câu trong đây là không biết là nó có lên mấy cái lò bóng bốn mà ở ngoài nghỉ dưỡng hay không nữa đúng không, mà nãy giờ là thấy toàn là những cái lò cá mà nó có thể là xuất hiện được ở tất cả các vùng biển thôi, chứ chưa thấy con nào mà đặc biệt riêng ở cái khu nghỉ dưỡng cả. Nói chung là chỉ có con hải cẩu là biết là nó ở đây rồi. Ấy cha cha, cá vừa trắng hoa tiếc rồi mọi người ơi. Đấy, con này là nó xuất hiện ở trong đây luôn nha. Con này hình như là ở đâu cũng có, trong vòi gồng cũng có nó nữa. Giờ coi thì đây chính là cái con hải cẩu mới nè, hải cẩu đớm. Hải cẩu đớm nha mọi người. Đấy, nó đớm đớm, nó xám xám, nó đen đen gì đó mọi người. Đó, nó cũng hơi bị điệu đúng không? Gắn bông hoe trên lỗ tai nữa. Điệu vãi cả trưởng luôn. Rồi ok, bóng bốm nhà chỗ tôi khu nghỉ dưỡng nha mọi người. Ok, có một người là câu được cái con hải cẩu đớm vương miệng luôn. Đây nè, đó, vương miệng luôn nha. Rơi chưa? Hải cẩu đớm vương miệng mọi người ơi. Rồi ok, chưa kịp quay nó chạy đi đâu rồi. Đây nè, đó, để xem hơi quay gần nó như thế nào. Coi nó đẹp hay không đúng không mọi người? Đó, ôi, ủa cái này là hai con hay một con vậy trời? Ủa sao nhìn giống hai con vậy, hay là nó bị lắc? Ủa cái này là một con nha, cái này là một con mọi người. Ủa cái này giống như là bị lắc hay là cái nó kiểu dáng nó như vậy trời? Ôi mọi người nhìn kìa, rất là lạ luôn nha.
Nếu mà thật sự là cái kiểu dáng của nó như thế này luôn là nó hơi bị lẹ nha. Là đi săn là coi bộ ok đúng không người. Còn nếu nó bị lắc thì chắc là không đẹp đâu. Ôi bên đây là có con cá mới nữa này nè. Đấy là bạn này là câu được cái con cá nóc sáo luôn. Để xem được con cá nóc sáo bên ngoài nó như thế nào nha. Đó, cá nóc sáo đây nha mọi người. Đấy, nói chung là nó nhỏ nhỏ như thế này thì khả năng chắc là bóng he rồi đúng không. Nói chung là có nhiều bạn nói bóng he bóng me gì đấy, nhưng mà đa số là nhiều người vẫn dự đoán nó là bóng he thì tôi cũng dự đoán là như vậy. Tại vì kích thước của nó khá là nhỏ đấy. Ở đây là có 16 cm này mọi người thấy không. Rồi ok, thôi bây giờ mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha Nam nha.